đời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, quyết bảo vệ giang sơn, ta phải chiến cho quê hương. Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 9:30 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng trung bình 1.503 kilo chu kỳ. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, quyết bảo vệ dân gian, ta phải chết cho quê hương. Hải Sơn xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 24 tháng 8 năm 2017, và là buổi phát thanh lần thứ 2294 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây. Tin tặc Trung Cộng tấn công Việt Nam trước khi họp APEC. Các dự án BOT tại Việt Nam là ổ tham nhũng lớn nhất. Sạt lở bờ sông ở Vĩnh Long, hàng chục nhà dân sắp rơi xuống sông. Lạm phát học hàm giáo sư ở Việt Nam, ca sĩ cũng được phong giáo sư. Tư lệnh hạm đội 7 Hoa Kỳ bị cách chức vì các tai nạn hàng hải. Kim Jong-un ra lệnh sản xuất thêm hỏa tiễn liên lục địa. Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Vân Khanh và Đồng Tâm gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Sau đó qua chương mục Người dân tự quyết, Lý Trần Công khẳng định trong phần kết luận, Cộng sản Việt Nam không sợ mất nước, không sợ làm nô lệ. Chúng chỉ sợ mất quyền và mất tiền mà chúng cướp đoạt được, bởi chúng sẽ cao chạy xa bay nếu Trung Cộng cai trị Việt Nam từ năm 2020. Giữa chương trình là chương mục Thi ca yêu nước do giáo sư Ngô Quốc Sĩ biên soạn, tuần này viết về nhạc sĩ Châu Đình An, Nỗi buồn ly hương. Và sau cùng thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với phần bình luận của Nguyễn Văn Thân. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của nhóm thân hữu Tập hợp Đồng Tâm tại Úc Châu trong buổi barbecue gây quỹ cho đài. Đồng thời để vinh danh ông Nguyễn Hữu Vinh, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Vân Khanh và Đồng Tâm trình bày sau đây. Giới chuyên gia quốc tế vừa lên tiếng cảnh báo là các nhóm tin tặc Trung Cộng sẽ ra tay tấn công Việt Nam nhằm tạo lợi thế cho Trung Cộng trong hội nghị APEC sắp được tổ chức tại Việt Nam. Theo báo cáo mới nhất của công ty FireEye của Mỹ, thì các vụ xâm nhập về hệ thống điện toán để đánh cắp dữ liệu đã trở thành một chiến thuật phổ biến nhằm đạt lợi thế trong các cuộc thương thuyết về kinh tế giữa các nước. Một chuyên gia trong lĩnh vực bảo vệ hệ thống điện toán nói rằng, tương tự như các nước khác, Trung Cộng rất chú ý đến nghị trình kinh tế và ngoại giao trước khi bước vào bàn hội nghị. Chính vì thế, trước khi diễn ra hội nghị APEC tại Việt Nam, các nhóm tin tặc Trung Cộng được giao nhiệm vụ đánh cắp các dữ liệu có liên quan đến các đề tài thảo luận trong hội nghị. Cần nói thêm, Việt Nam được xem là nước dễ bị tin tặc tấn công nhất, với hai đợt tấn công gây thiệt hại nặng nề vào đầu năm nay. Vào tháng 3, hệ thống điều hành tại một số phi trường như Tân Sơn Nhất, Tuy Hòa đã bị tê liệt, khiến các nhân viên phải thực hiện các thủ tục bằng tay. Đến tháng 5 vừa qua, một đợt tấn công khác cũng làm tê liệt nhiều trang mạng của Việt Nam. Phát biểu trong một cuộc hội thảo vào hôm qua, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam Đặng Huy Đông tuyên bố là các dự án giao thông dễ xảy ra tình trạng tham nhũng lớn nhất, đặc biệt là các dự án theo phương thức BOT, tức công ty tư nhân bỏ tiền xây dựng, điều hành và thu lộ phí cho đến khi lấy đủ tiền vốn lẫn lời thì chuyển giao lại cho nhà nước Việt Nam. Theo ông Đông thì đa số các dự án BOT được trúng thầu là dựa trên những quan hệ thân hữu và phí tổn xây dựng chỉ được ước tính một cách sơ sài. Ông Đông đặt câu hỏi là tại sao người dân có thể tính toán chính xác phí tổn xây dựng một đoạn đường nào đó, nhưng nhà nước Việt Nam thì không làm được. Theo ông Đông thì chính sự nghịch lý này đã dẫn đến việc thu lộ phí rất cao trong một thời hạn rất dài. Các tuyên bố của ông Đông được đưa ra trong bối cảnh dư luận đang phẫn nộ về các trạm thu phí được thiết lập dày đặc trên các con đường vừa xây xong. Thậm chí là trạm thu phí không chỉ đặt trên khung đường xây dựng mà còn nằm trên cả con đường cũ. Ví dụ như trạm thu phí Cai Lậy phải ngưng hoạt động vì sự chống đối bằng đủ mọi hình thức của giới tài xế. Vào lúc 7 giờ tối thứ ba vừa qua, một vụ sạt lở bờ sông ở thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long khiến hai căn nhà đổ ập xuống sông Hậu và hàng chục căn nhà khác sắp rơi vào số phận tương tự. Vụ sạt lở nghiêm trọng diễn ra tại khóm 3, phường Thành Phước với chiều dài hơn 200 thước và sâu vào bên trong gần 20 thước. May mắn không có ai bị thương tích trong vụ này, nhưng rất nhiều tài sản đã bị dòng nước cuốn trôi.
Và hôm qua, giới hữu trách thị xã Bình Minh đã cấp tốc dời hàng chục gia đình ở các căn nhà trên ven ra khỏi khu vực sạt lở, đồng thời thu xếp các nơi ăn ở tạm. Cân nhắc lại là trong thời gian qua, tình trạng sạt lở bờ sông xảy ra tràn lan từ Nam Chí Bắc, mà nguyên nhân chính là do tệ nạn hút cát sông ồ ạt. Giới chức Việt Nam đang ồn ào tranh cãi về vụ ca sĩ Phạm Ngọc Sơn được Hội Nghệ Nhân và Thương hiệu Việt Nam phong tặng danh hiệu giáo sư âm nhạc. Vụ tranh cãi bắt nguồn vào tối 15 tháng 8 vừa qua, khi ca sĩ Phạm Ngọc Sơn tổ chức buổi dạ hội mừng thọ người mẹ tại một phòng trà ở Sài Gòn. Với món quà tặng mẹ là tấm giấy khen của hội nhà nước nói trên, nêu đích danh người được vinh danh là giáo sư âm nhạc Phạm Ngọc Sơn. Trả lời chất vấn của báo chí, ông Lê Ngọc Dũng, chủ tịch hội này cho biết các chi tiết ghi trên bằng khen, kể cả học hàm giáo sư, đều do ca sĩ Ngọc Sơn cung cấp và bây giờ thì hội này đang đi kiểm chứng. Trong khi đó, thì hội đồng chức danh giáo sư của nhà nước Việt Nam cho biết là chỉ mới nghe tin, chưa biết rõ nội vụ nên không thể bình luận về vụ này. Hải quân Hoa Kỳ vừa giải nhiệm chức tư lệnh hạm đội 7 của Phó Đô đốc Joseph O. Cohen sau hàng loạt tai nạn của các chiến hạm Mỹ ở Á Châu, Thái Bình Dương. Lệnh bãi chức ban hành chỉ 2 ngày sau khi khu trục hạm John McCain đụng một tàu dầu ở ngoài khơi Singapore, khiến 10 thủy thủ Mỹ mất tích. Đây cũng là tai nạn thứ tư của Hải quân Hoa Kỳ trong năm nay. Trong thông cáo báo chí vào ngày hôm qua, Hải quân Hoa Kỳ cho biết họ mất niềm tin vào khả năng chỉ huy của Phó Đô đốc O'Quinn, người được bổ nhiệm chức tư lệnh hạm đội 7 vào năm 2015 và sắp về hưu trong vài tháng tới. Cần nói thêm, hạm đội 7 là hạm đội lớn nhất của Hải quân Hoa Kỳ, gồm 70 chiến hạm và tàu ngầm. Trong một hành động có tính cách khiêu khích thế giới và châm thêm dầu vào lửa, lãnh tụ tối cao Bắc Hàn Kim Jong-un đã ra lệnh sản xuất thêm các hỏa tiễn liên lục địa có khả năng mang đầu đạn nguyên tử. Thông tấn xã Bắc Hàn khi loan tải tin trên còn khẳng định là các chuyên gia Bắc Hàn đã nắm vững kỹ thuật sản xuất hỏa tiễn tầm xa, sử dụng nhiên liệu đặc để xuyên qua bầu khí quyển mà không bị bốc cháy. Tuy nhiên, giới chuyên gia hỏa tiễn thế giới tỏ ra hoài nghi về lời khoe khoang này. Trong khi đó thì vào hôm qua, Bộ Tài chánh Hoa Kỳ loan báo quyết định trừng phạt 10 công ty và 6 cá nhân Trung Cộng cũng như Nga về tội trợ giúp Bắc Hàn sản xuất vũ khí nguyên tử và phi đạn tầm xa. Theo quyết định thì mọi tài sản ở Hoa Kỳ của các công ty và cá nhân nói trên sẽ bị tịch thu. Hai trong số các công ty bị tịch thu tài sản là Danone Research Trading có trụ sở tại Hoa Lục và công ty JFSM có trụ sở tại Nga. Người dân thử quyết. Trong tháng 8 có 3 tin tức gây sự chú ý, tò mò và cả tức giận cho người dân cả nước. Đó là thứ nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam ra lệnh viết lại lịch sử để không còn sử dụng những từ ngữ ngụy quân ngụy quyền để gọi chính quyền Việt Nam Cộng hòa trước năm 1975. Thứ hai là vụ án ông Trịnh Vĩnh Bình kiện nhà nước Cộng sản Việt Nam ra tòa án quốc tế đòi bồi thường 1.250.000.000 Mỹ kim. Và thứ ba, báo Pháp Luật Hà Nội đăng bài viết, nếu không tăng thuế thì cứ bán hẳn Biển Đông cho Trung Quốc. Cộng sản Việt Nam công khai bán nước, dân Việt nghĩ sao và làm gì? Mời quý thính giả theo dõi chương mục Người dân tự quyết của Lý Trần Công với tựa đề Hết tiền, Đảng đã công khai bán nước, sẽ được Hướng Dương trình bày sau đây để tiếp nối chương trình. Vấn đề lịch sử của Việt Nam dưới thời Cộng sản cai trị phải chịu đựng sự bóp méo, vo tròn, tô hồng bôi đen, biến không thành có, đục bỏ thêm thắt, chỉ với một mục đích ngụy biện tính chính nghĩa và tôn vinh sự lãnh đạo tài tình của Đảng. Việc Cộng sản Việt Nam không công nhận một giai đoạn lịch sử cận đại với sự hiện hữu của chính thể Việt Nam Cộng Hòa, đồng thời ra sức không ngừng nghỉ mạt sát, thóa mạ và sỉ nhục một chính thể hợp pháp được cộng đồng quốc tế công nhận chỉ vì họ là bên thua cuộc, càng chứng minh cho người dân Việt Nam thấy được những kẻ lãnh đạo đi theo chủ thuyết Cộng sản bị lưu manh hóa như thế nào. Hơn 42 năm Cộng sản cai trị toàn cõi Việt Nam, người dân miền Nam từng sống dưới chính thể Việt Nam Cộng Hòa nói riêng và người dân cả nước nói chung, đã có cơ hội so sánh hai chế độ Cộng Hòa trước đây và Cộng sản hiện nay, xem chế độ nào hơn chế độ nào về dân chủ, tự do, văn minh, khai phóng, dân tộc tự quyết và bảo toàn lãnh thổ. Không dám nói ra, nhưng lòng dân hiện nay đều cùng một nhận định, chế độ Cộng sản là một chế độ độc tài, đảng trị, chỉ đưa tới nghèo đói, bất công, chậm tiến. Nhưng quan trọng hơn cả là những kẻ cầm đầu đảng và chính quyền
là một bọn mãi quốc cầu vinh. Những kẻ này sẽ phải lưu sú vạn niên và bị người đời nguyền rủa. Cộng sản Việt Nam dù đã nhìn nhận công lao nhà Mạc cùng chúa Nguyễn và các vương triều nhà Nguyễn, không gọi chính quyền Việt Nam Cộng Hòa là ngụy quân ngụy quyền như trước, chỉ đích danh quân Trung Quốc xâm lược Việt Nam, thì dưới con mắt của người dân lúc này, việc đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Bởi vì sự thật lịch sử trước sau gì cũng phải tìm về đúng vị trí cần có của nó mà thôi. Sự thật cũng giống như viên ngọc quý, dù có bị vùi lấp trong bùn đen hôi tanh, thì ngọc quý vẫn là thứ quý giá, còn những thứ bám quanh viên ngọc đó cũng chỉ là bùn đất rẻ tiền. Nhưng tại sao Cộng sản Việt Nam lại cho sửa lại sách lịch sử, không tiếp tục dùng những từ ngụy quân, ngụy quyền để miệt thị chế độ Việt Nam Cộng Hòa vào lúc này? Câu trả lời ngắn gọn, những con nghiện Cộng sản ở Lăng Ba Đình đã hết tiền để thỏa mãn cơn nghiện. Cộng sản Việt Nam đánh đòn tâm lý, hoài niệm dĩ vãng, nhắm vào đồng bào hải ngoại, hòng cải thiện dòng kiều hối đang ngày càng sụt giảm tệ hại. Nhưng Cộng sản Việt Nam có làm được điều đó hay không? Hãy để thời gian trả lời sẽ rõ. Chế độ Cộng sản Việt Nam hiện nay đang lùi dần đến bờ vực thẳm. Nền kinh tế mà bao nhiêu năm nay Cộng sản điều hành theo quy trình dân làm cật lực cũng chẳng đủ ăn. Quan chẳng làm gì nhưng ăn ngập mặt. Lúc này đây, đã phá sản toàn diện. Cùng lúc đó, việc vay mượn nước ngoài để quan chức ăn xài, chia chác đã kết thúc vì nợ nần chồng chất, mất khả năng thanh toán. Tranh chấp quyền lợi dẫn đến việc nội bộ Cộng sản Việt Nam đấu đá quyền lực triệt để. Túng quẫn cùng đường, bất chấp quyền lợi quốc gia, luật pháp quốc tế, Cộng sản Việt Nam cho mật vụ ra nước ngoài bắt cóc người phi pháp để thanh trừng phe phái, nhưng dán nhãn mác chống tham nhũng tiêu cực, vân vân. Cộng sản Việt Nam bị lộ mặt là một nhà nước côn đồ trước cộng đồng quốc tế hiện nay. Nhưng với người dân sống ở Việt Nam, thì chuyện này đã được Hồ Chí Minh công khai xác nhận từ năm 1945 là Việt Minh đi cướp chính quyền, chứ không phải làm cách mạng. Mà đã đi cướp thì không thể là người đàng hoàng. Chính vì ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt, nên giờ Cộng sản Việt Nam đang phải hầu tòa tại số 112 AV Kleber, 75016 Paris, trong vụ án Trịnh Vĩnh Bình kiện đòi nhà nước Cộng sản Việt Nam bồi thường 1 tỷ 250 triệu đô la vì đã cướp đất, cướp nhà, tài sản và bắt bỏ tù oan sai doanh nhân Hà Lan gốc Việt. Một vụ việc động trời như vậy, nhưng với bản chất lọc lừa cố hữu, hơn 850 báo in, hơn 650 tạp chí và hơn 200 trang thông tin điện tử, lại không có một dòng thông tin nào về việc ông Trịnh Vĩnh Bình kiện chính phủ Cộng sản Việt Nam ra tòa án quốc tế. Thế nên, người dân trong nước đang quan tâm theo dõi kết quả vụ xử ra sao. Sẽ khốn cho người dân nếu ông Trịnh Vĩnh Bình thắng kiện nhà nước Cộng sản Việt Nam. Vì số tiền trên 1 tỷ đô la đó, Cộng sản Việt Nam sẽ lại tăng thuế và người dân sẽ lại è cổ ra đóng thuế trả nợ. Còn nếu người dân chống đối, chây ì hoặc không đóng thuế, thì như báo pháp luật cơ quan chủ quản thuộc Sở Tư pháp Hà Nội ngày 21 tháng 8 năm 2017 đe dọa nếu không tăng thuế thì cứ bán hẳn Biển Đông cho Trung Quốc. Bài báo này đã nêu lên quan điểm chính thức của Cộng sản Việt Nam để phản bác lại những ai vẫn còn u mê hoặc ngây thơ tin rằng Cộng sản Việt Nam không bán nước và bắt dân ta làm nô lệ cho tàu. Cộng sản Việt Nam bây giờ đâu cần phải che giấu âm mưu bán nước nữa. Vì Bộ Chính trị không công bố, thì bọn giặc tàu chúng cũng công bố không sớm thì muộn. Cộng sản Việt Nam không sợ mất nước, không sợ làm nô lệ. Chúng chỉ sợ mất quyền và mất tiền mà chúng cướp đoạt được. Bởi chúng sẽ cao chạy xa bay nếu Trung Cộng cai trị Việt Nam từ năm 2020. Không muốn mất nước và làm nô lệ giặc tàu, người dân Việt hãy suy nghĩ và hành động để thay đổi chế độ Cộng sản Việt Nam ngay hôm nay. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh về Việt Nam mỗi ngày từ 9 giờ 30 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình AM 1503 kHz chu kỳ. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550. Đài phát thanh buổi đầu tiên ngày 15 tháng 5 năm 2011. Chi phí mỗi buổi phát thanh là 500 Mỹ kim do đồng hương khắp nơi đóng góp. Ủng hộ tài chính xin ghi Đáp Lời Sông Núi và gửi về PO Box 612882 San Jose, Cali 95161 hoặc
qua PayPal trong website radio.com, đóng góp tài chính được miễn trừ thuế lợi tức, thưa quý vị. Yêu nước. Châu Đình An, nỗi buồn ly hương. Châu Đình An sinh tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, là một nhạc sĩ kiêm ca sĩ, mồ côi cha từ lúc 9 tuổi và mẹ lúc 13 tuổi. Châu Đình An từ sớm đã tự lập để sống qua những năm tháng cam go khổ cực. Cuộc sống thiếu may mắn đó đã cho Châu Đình An nhiều xúc cảm về xã hội, đất nước và tình yêu con người, được diễn tả bằng nốt nhạc. Ông di cư vào Nam tháng 7 năm 1954, bắt đầu viết nhạc năm 1974. Châu Đình An vượt biển và định cư ở Hoa Kỳ năm 1980. Ông đã viết trên 300 ca khúc, xuất bản 8 album, được nhiều người mến mộ. Nhạc Châu Đình An trang chứa tình cảm chân chất và đôn hậu, đó có thể là tình yêu, tình nước và đặc biệt là tình người. Trước hết là một nghệ sĩ và như một thông lệ, Châu Đình An, những thuyền nhân vượt biển tìm tự do cũng không thoát khỏi lưới tình. Ông đã trải lên nốt nhạc những nét đẹp của tình yêu gắn bó. Này nhé, có yêu là có hẹn. Có lỗi hẹn và tất nhiên có trách móc. Anh nhớ chiều qua lúc hẹn hò, sao giờ không thấy dáng em qua, lang thang phố cũ chừng xa lạ, xương ướt bờ vai nỗi xót xa. Buồn rồi trách là phải, bởi lẽ chàng chỉ có nàng, và chàng đã yêu nàng tha thiết, nay vắng nàng là thiếu cả mùa xuân. Tôi có một người yêu dấu mà thôi. Nụ cười duyên dáng thật tươi, rạng ngời trong nắng bình minh. Khi đi đau đớn vô ngần, dòng đời không có mùa xuân. Không những buồn trách vì đôi lần lỗi hẹn, mà bi đát hơn là phải xa nhau nghìn trùng, vì hoàn cảnh đất nước bị sóng đỏ vùi dập, kẻ vất vưởng nơi xứ lạ, người lưu đày trên chính quê hương mình. Vì sao và vì sao? 40 năm lạnh lùng, em đâu biết xa xăm nghìn trùng, mỏi mòn bao thương nhớ, sao em vẫn xa xôi. 40 năm rồi sao, tháng ngày cũ đâu rồi, nơi đây nơi xứ người, ai về đếm vì sao. Thế là tình lỡ, là chia lìa mãi mãi, chỉ còn ấp ủ những kỷ niệm buồn say rứt. Tình đến không hẹn hò, tình mất em nào ngờ, dù biết yêu là buồn, tình em xa mãi. Tình em mặn nồng như thế thì tình nước, tình nhà càng thấm thiết hơn. Chiến tranh đã làm cho dân Việt tan tác, phải lìa xa nơi chôn nhau cắt xuống, sống lang thang. Châu Đình An đã mượn đời thơ Mương Máng để diễn tả cảnh sống vất vả khó khăn của dân Việt thời chiến. Tôi người trai sông Hương, lưu lạc về sông Hậu, như chim mỏi cánh đầu, trên vòng đất quê em. Tôi cười thời buổi khó, đi đâu để trốn buồn, thôi đành đi chăn vịt, em bảo thế mà hơn. Đáng thương nhất là những bà vợ phải xa chồng, từng tảo nuôi con khôn lớn, cho chồng yên tâm chiến đấu ngoài biên ải. Ở đây, người ta gặp lại hình ảnh chinh phụ trong chinh phụ ngâm, người vợ phải thay chồng nuôi cha già dạy con thơ. Một mình thiếp đã hiếu nam, dạy con đèn sách thiếp làm phụ thân. Qua nhạc Châu Đình An, chúng ta lại chứng kiến hình ảnh người thiếu phụ cô đơn, chẳng khác nào chinh phụ hay vợ chàng Trương, hòn vọng phu. Mòn mỏi đợi chồng rủ áo giáp trở về. Mình em cô đơn.
chồng nơi biên giới mà chiến chính tường lùi ai ngờ vẫn còn dài. Đáng nói nhất là mối thương cảm Châu Đình An dành cho thuyền nhân liều chết vượt biển tìm tự do. Ra đi là bỏ lại tất cả, là chôn giấu cả tình yêu gắn bó đã từng thề thốt mãi mãi bên nhau. Đêm nay anh gánh dầu ra biển anh chôn, chôn hết cả những gì của yêu thương. Anh chôn, chôn mối tình chúng mình, gửi lại em trăm nhớ ngàn thương. Bỏ lại tình em, mà bỏ lại cả quê hương yêu dấu, đã một thời hy sinh xương máu để bảo vệ chính nghĩa quốc gia. Đêm nay đêm tối trời, anh bỏ quê hương, ra đi trên chiếc thuyền, hy vọng vượt chung dương. Niềm đau chất ngất, dân Việt phải gạt lệ rời xa đất mẹ yêu kiều để chấp nhận cuộc sống lưu vong làm một gã mất nước, một kẻ không nhà. Anh tạm rời xa nước non mình yêu kiều, ôi người thân yêu, người quen hàng xóm, mong vượt biển đông mà lòng anh tan nát, núi mờ mờ xa, ôi ngọn núi ở quê hương. Anh đi ghé đi trên sóng cuồng, thấy gì ở quê hương xa xa, ôi núi mơ xa dần, giọt nước mắt khóc cho phận kẻ lưu vong. Biết phận lưu vong cay đắng, nhưng anh vẫn phải ra đi, dân Việt vẫn phải bỏ nước sau lưng. Động lực thúc đẩy anh lao vào biển cả chính là niềm hy vọng thắp lên ngọn lửa đấu tranh. Đi không phải là vĩnh biệt, mà để tìm lối quay về dựng lại quê hương, cho em được sống, cho dân Việt được thở không khí tự do, cho mẹ Việt Nam bớt nỗi đoạn trường. Anh phải bỏ đi, thắp lên ngọn lửa hy vọng. Anh phải bỏ đi để em còn sống. Anh phải rời xa mẹ Việt Nam đau đớn, quê mình rồi đây. Em có đời đó là thân phận thuyền nhân, đó là thảm họa trút xuống đầu dân Việt do bọn cộng sản từ miền Bắc theo lệnh quan thầy Nga Tàu xua quân xâm chiếm miền Nam. Trên những con thuyền vượt biển, bao thân xác đã bị sóng nước vùi lấp, bao thiếu nữ đã nhũn mềm trong tay hải tặc, và bao trẻ thơ đã nhắm mắt trong tức tưởi vì thiếu nước, thiếu sữa. Nỗi đau chất ngất, oan khiên tột cùng. Lời nhạc và tiếng hát Châu Đình An
sẽ còn vang vọng giữa biển khơi, trên hải đảo hoang vắng, tại những nấm mồ hoang phế, và ngay cả trên những vỉa hè tha hương, như thể tiếng gọi đáp lời sông núi. Ngày trở về vinh quang, như lời thề của người bỏ nước ra đi, chắc chắn sẽ đến một ngày không xa. Em sẽ cùng anh về lối hẹn, cho niềm mong đợi hết đông đưa. Ngô Quốc Sĩ Minh Nguyệt và Hải Sơn hẹn gặp lại quý thính giả trong tiết mục thi ca yêu nước kỳ tới. Xin mến chào, tạm biệt. Đài phát thanh đáp lời sông núi. Hiếu kính với đàn anh Bắc Kinh qua hành động nhượng đất đai lãnh hải trong quá khứ chưa đủ, đảng Cộng sản của Nguyễn Phú Trọng còn nhượng luôn cả những đặc quyền kinh tế hiển nhiên của quốc gia, hầu giữ ngôi vị độc tôn chính trị tại Việt Nam. Thưa quý thính giả, tình đồng chí có giúp giữ được chủ quyền biển đảo là tựa đề bài bình luận của Nguyễn Văn Thân sẽ được song tập trình bày sau đây để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay. Vào ngày 24 tháng 7 vừa qua, ký giả đài BBC đưa tin rằng Việt Nam phải ra lệnh ngưng khai thác dầu khí ở lô 136 tại bãi Tư Chính vì Trung Cộng đe dọa là sẽ tấn công những gì mà Cộng sản Việt Nam đang xây dựng tại đảo Trường Sa. Chỉ vài ngày trước đó, Repsol là công ty mẹ của Talisman Việt Nam, là công ty có hợp đồng khai thác dầu khí với Việt Nam đã công bố là tìm thấy một mỏ dầu lớn tại khu vực này. Qua ngày hôm sau, giáo sư Carl Thayer, Úc Đại Lợi cũng xác nhận là theo nguồn tin từ Hà Nội cho biết thì Việt Nam đã yêu cầu Repsol ngừng khai thác từ ngày 15 tháng 7. Vào tháng 1 năm nay, Việt Nam công bố là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, gọi tắt là PVN, đã ký hợp đồng với công ty Exxon Mobil của Hoa Kỳ để khai thác mỏ dầu ở lô 118 tại khu vực mỏ khí cá voi xanh. Lô 118 này nằm cách bờ biển Quảng Nam ở miền Trung Việt Nam khoảng 88 cây số, tức trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam. Đây là mỏ dầu khí được coi như lớn nhất ở Việt Nam, ước lượng có tới 150 tỷ mét khối với vốn đầu tư hơn 10 tỷ Mỹ kim. Nhưng lô 118 cũng nằm trong phạm vi cái bản đồ đường lưỡi bò của Trung Cộng. Trong tháng 6 vừa qua, dư luận xôn xao vì việc tướng Phạm Trường Long, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Cộng, thình lình cắt ngắn chuyến viếng thăm Việt Nam, và Tân Hoa Xã bất ngờ đăng tin là tướng Long đã nói thẳng với lãnh đạo Cộng sản Việt Nam rằng toàn thể các đảo ở Biển Đông đã thuộc lãnh thổ của Tàu kể từ thời Thượng Cổ. Giáo sư Carl Thayer cũng cho biết là tướng này đã yêu cầu Việt Nam ngưng mọi hoạt động khảo sát dầu khí. Nhưng chỉ sau đó không lâu, vào đầu tháng 7, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Phạm Bình Minh đã công du Ấn Độ và tuyên bố là Việt Nam đồng ý gia hạn hợp đồng thêm 2 năm nữa cho công ty ONGC Videsh của Ấn Độ để hoạt động khai thác tại lô 128, nằm khoảng 100 cây số ở ngoài khơi Bình Thuận, trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nhưng cũng trong đường lưỡi bò mà Trung Cộng đã vẽ ra. Trong một cuộc hội đàm vào tháng 5 vừa qua, Tổng thống Phi Luật Tân đã nói với Tập Cận Bình là Phi có ý định tiếp tục hoạt động khai thác tại bãi Cỏ Rong nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Phi, nhưng rồi, cũng như Việt Nam, Phi Luật Tân đã tạm ngưng khai thác vì Trung Cộng liên tục quấy nhiễu. Cho dù vì bất cứ lý do đằng sau chính xác thế nào đi nữa, nhưng rõ ràng là, thứ nhất, Repsol đã chính thức ra thông báo đình chỉ hoạt động khai thác dầu khí bởi có sự tranh chấp với Trung Cộng. Thứ hai, Bắc Kinh đã yêu cầu Việt Nam ngưng khai thác và đe dọa trừng phạt nếu Hà Nội không nghe lời. Và thứ ba, là Bộ Chính trị đã quyết định ngưng khai thác theo lời yêu cầu của Bắc Kinh. Quyết định này của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ dẫn đến hậu quả rất tai hại cho Việt Nam. Việt Nam không chỉ mất đi nguồn thu trong tương lai, mà Việt Nam còn có nguy cơ phải bồi thường thiệt hại cho Repsol. Ước đoán con số bồi thường có thể lên tới 1 tỷ Mỹ kim,
vì bên nào vi phạm hợp đồng phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại thực tế cùng thất thoát lợi nhuận dựa theo hợp đồng. Chưa kể là trong tương lai, Việt Nam khó tìm được những công ty ngoại quốc hợp tác khai thác dầu khí, do đó sẽ ảnh hưởng đến sự sống còn cho việc phát triển kinh tế và xã hội. Tại sao lại có sự phân biệt đối xử của Trung Cộng giữa lô 118, lô 128 và lô 136? Rõ ràng lô 118 và 128 nằm trong phạm vi 200 hải lý, tức bằng 370 cây số kể từ đường bờ biển Việt Nam. Còn lô 136 tuy cách bờ biển Vũng Tàu khoảng 400 cây số, tức ngoài phạm vi 200 hải lý của Việt Nam, nhưng nếu tính từ Côn Sơn thì lô 136 vẫn nằm trong phạm vi 200 hải lý. Câu hỏi được đặt ra là dưới công ước UNCLOS, là công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, thì đường hải phận của Việt Nam đến bãi Tư Chính tính từ Vũng Tàu hay là từ Côn Đảo? Dù sao đi nữa, Việt Nam có thể lập luận rằng bãi Tư Chính nằm trong thềm lục địa của Việt Nam, và do đó Việt Nam có toàn quyền khai thác khoáng sản và dầu khí phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển mà Trung Cộng không có bất cứ lý do chính đáng nào để can thiệp. Trong mấy ngày qua, Tổng thống Phi bắn tiếng là sẽ hợp tác khai thác chung với Trung Cộng tại bãi Cỏ Rong. Được nhớ lại, trước đây vào năm 2005, Tổng thống Phi là Gloria Arroyo đã ký thỏa thuận khảo sát địa chấn chung với Trung Cộng. Đổi lại, Bắc Kinh giúp Manila đầu tư và xây dựng hạ tầng cơ sở. Nhưng tới năm 2008 thì lòi ra các vụ bê bối tham nhũng dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền Arroyo. Sau khi thỏa thuận chấm dứt, Trung Cộng nêu yêu sách chủ quyền trong khu vực khảo sát chung và xua đuổi các công ty ngoại quốc không cho họ thương lượng hợp đồng với Manila. Nói một cách khác, Trung Cộng đòi hỏi chủ quyền bất hợp pháp rồi kết luận là có tranh chấp chủ quyền rồi đòi khai thác chung trong vùng đặc quyền kinh tế của các nước láng giềng. Có thể Bắc Kinh cũng đang chờ dương một cái bẫy tương tự như vậy với các đồng chí của chúng trong Bộ Chính trị ở Ba Đình đối với bãi Tư.